Nhìn thế ở đây nhá, cái số tiền người ta đã hiện luôn, người ta tính toán cho bạn luôn rồi, cái số tiền các bạn sẽ nhận lại là 3 man 8 sen 734 yên. Đó, người ta sẽ chuyển khoản cho bạn, các bạn sẽ biết luôn là cái số tiền bạn sẽ nhận ở đây. Đó, bạn hiểu chưa? Ok, các bạn sẽ kéo xuống bên dưới này. Rồi, các bạn ấn vào chữ ghi trực tiếp cho mình. Vâng, chào các bạn, mình là Định. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip chia sẻ của mình ngày hôm nay. Thì những cái tiêu đề video đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn chi tiết từ A đến Z cái thủ tục và các tên sinh cầu cữ ấy. Đó là cái hay người ta hay gọi là các bạn hay gọi là xin hoàn thuế đấy. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từ A đến Z cái thủ tục này. Thì nội dung video thì sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên là cái đối tượng nào sẽ làm cái thủ tục này. Tiếp theo các bạn đúng là đối tượng rồi thì cái hồ sơ các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì. Sau khi mà các bạn chuẩn bị hồ sơ ok rồi thì các bạn sẽ phải điền hồ sơ như thế nào. Đó thì ba cái nội dung đó thì mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Đấy, đầu tiên thì đối tượng nào sẽ làm cái thủ tục này. Thì tất cả những các bạn mà cuối năm vừa rồi các bạn chưa kịp nộp và chưa kịp chuẩn bị giấy chuyển tiền này, hay chưa kịp dịch sổ hộ khẩu này, và mà công ty chưa làm cho các bạn ấy, thì các bạn sẽ làm cái thủ tục này. Thứ hai là trong trường hợp mà các bạn là cuối năm vừa rồi ấy, bạn làm đăng ký hai người phụ thuộc, hai người phụ dưỡng, nhưng mà bây giờ bạn muốn khai thêm một người nữa thì các bạn làm cái thủ tục này. Hay là các bạn nào cái công ty chưa làm cho các bạn có thể làm cái thủ tục này, hoặc là các bạn quên chưa khai, bạn đi bệnh viện nhập viện đó, các bạn là chưa khai, bây giờ bạn khai thêm. Đó, tất cả những cái thủ tục, cái gì mà các bạn chưa khai ở năm vừa rồi thì các bạn cuối năm ấy công ty làm cho các bạn ấy. Đó, thì làm sao để biết các bạn chưa làm hay làm rồi? Thì những bạn nào chưa rồi, mình sẽ bỏ những cái thông tin cá nhân của bạn này đi. Rồi thì ở đây làm sao để biết cái công ty đã làm cho bạn rồi? Nếu trong trường hợp đây nha, các bạn nhìn ở ô bên dưới này, cái ô này trống hết, trắng hết, có nghĩa là công ty chưa khai, chưa làm cho các bạn, thì các bạn sẽ khai vào đây. Thứ hai là các bạn nhìn để ý cái phần chỗ gen trên chỗ siêu này, cái số tiền này nó về mò rồi thì các bạn không cần phải làm nữa, nghĩa là cái thu nhập bạn không phải sao cả. Nếu mà rơi 4, 5, 6, 7, 8, 9 man á, thì các bạn có thể làm cái thủ tục này và xin hoàn lại cái số tiền này. Đó, các bạn để ý đây này, đó cái số người phụng dưỡng mà các bạn đăng ký á, nó đúng và nó đã ghi vào trong này rồi thì các bạn không cần làm nữa. Cái để ý vào khu này và khu này đó, về mo rồi thì các bạn không cần phải làm nữa. Chỗ này mà công ty đã làm cho bạn rồi thì không phải làm nữa, hoặc là mà công ty ghi thiếu người nào đó thì các bạn có thể khai thêm và các bạn làm trong cái thủ tục này rồi. Tiếp theo đấy là những đối tượng. Tiếp theo cái hồ sơ các bạn cần phải chuẩn bị cái gì. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cái tờ xin nộp, chuẩn bị cái tờ gen sen của cái năm mà các bạn muốn xin hoàn, xin khai báo. Tiếp theo là cái giấy chuyển tiền cho những người mà các bạn muốn khai thêm trong cái lần này. Giấy chuyển tiền chính thống nhất chứ không phải chuyển tiền ba. Các bạn có thể xin được chuyển tiền ở công ty Decom hay là FBI gì đó, mình đã chia sẻ rất nhiều rồi. Tiếp theo là cái sổ khẩu hoặc là giấy khai sinh, để cái giấy chứng minh để cái mối quan hệ của bạn với cái người mà các bạn đăng ký người phụng dưỡng đó. Giấy sổ hộ khẩu nhá, thì sổ hộ khẩu này thì các bạn sẽ một bản gốc và một bản dịch sang tiếng Nhật đó, thì tiếng Nhật thì các bạn không cần phải công chứng đâu, không sao cả. Tiếp theo là cái thẻ ngoại kiều bạn copy hai mặt, thì tốt nữa thì các bạn có thể copy cái thẻ ngân hàng của bạn ấy, để khi nộp cùng đấy, để tránh tình trạng các bạn nhập sai ấy, thì người ta biết đó. Hồ sơ thì gồm có như thôi, như thế thôi. Tiếp theo là cái tờ đơn này, bình thường thì các bạn có thể điền bằng tay cũng được, nhưng mà tại vì có rất nhiều những phần ở đây tính toán và cái số tiền mà các bạn cần phải chịu thuế, hay là khi mà các bạn tính toán bị nhầm lẫn đó thì nó bị trục trặc, thì sẽ khi mà để cái thủ tục nó diễn ra nó bị lỗi thì các bạn sẽ nói chung là khó trong cái việc nhận lại tiền hay là năm tiếp theo của bạn. Thì mình sẽ chia sẻ trong trên cái máy tính. Các bạn chỉ cần nhập đúng dữ liệu như cái gì mình đã chia sẻ trong video thì chắc chắn người ta sẽ chuyển tiền lại cho các bạn, và phần cuối người ta sẽ hiện luôn cái số tiền mà các bạn sẽ được nhận lại khi mà làm cái thủ tục này đó. Sau khi mà các bạn sau chuẩn bị hồ sơ ok rồi thì các bạn sẽ gửi đi, ước tính từ tầm người ta theo quy định từ 1 đến 2 tháng, mình nghĩ tầm 1 tháng là người ta sẽ gửi cái giấy về cho các bạn. Sau tầm 1 tuần cho đến 10 ngày thì người ta sẽ gửi tiền về cho các bạn đó. Thì cách điền như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Let's go. Mình nghĩ đây là một clip rất chi là bổ ích cho tất cả những bạn, những ai mà có người quen hay là đang sinh sống và làm việc ở Nhật. Vậy nên là mình rất muốn cái clip này
nó được rộng rãi và nó có thể tiếp cận được với nhiều bạn đang sinh sống ở Nhật, để các bạn có thể tự làm được cái thủ tục này. Rất mong là khi mà các bạn xem được video này thì các bạn có thể cho mình một lượt like và chia sẻ và comment, để cho cái clip mình có thể nhiều tương tác và có thể tiếp cận được nhiều giúp đỡ, hay là tiếp cận được nhiều với bạn nhiều bạn hơn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ video của mình. Let's go. Ok, chào các bạn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Thì các bạn sẽ mở điện thoại hoặc trên máy tính đều ok. Mở vào Google tìm kiếm cho mình. Rồi sau khi mà bạn mở ra rồi thì các bạn tìm kiếm cho mình cái từ EdTech này nhé. Viết đúng cái từ EdTech này cho mình. Rồi các bạn sẽ ấn vào đây. Rồi sau khi các bạn tìm kiếm thì nó hiện ra cái dòng đầu tiên này, thì các bạn sẽ click vào cái dòng đầu tiên này cho mình nhé. Rồi ở đây rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái ô này cho mình nhé. Rồi các bạn sẽ kéo xuống, thì ở đây các bạn sẽ ấn vào cái ô màu xanh này, thì người ta đưa bạn vào cái trang này, ấn vào ô màu xanh này cho mình nhé. Rồi tại đây thì các bạn sẽ ấn vào cái phía bên trái cho mình nhé, cái này nhé, ấn vào ô màu bên trái này. Rồi ở bên tại ô này thì các bạn sẽ ấn vào cái ô bên phải ngoài cùng nhất này, chỗ cái máy in này, rồi để các bạn nhập thông tin, rồi các bạn sẽ gửi lên sở thuế bằng đường bưu điện, rồi các bạn click vào cho mình. Rồi ở đây người ta sẽ chú thích cho bạn, hướng dẫn cho bạn là một số cái trên máy tính thì Win từ 8.1, Win 10, Win 11 này, hay các bạn đăng nhập trên điện thoại thì hay sẽ Sapphire, hiệu ảo đăng nhập vào những cái này thì người ta mới chạy được. Ok, vì các bạn đọc xong rồi thì bạn kéo xuống và ấn vào ô màu vàng này cho mình. Rất chi là đơn giản, các bạn hãy tự làm đi. Rồi ở đây thì các bạn, nếu mà các bạn muốn xin hoàn thuế của những năm về trước thì các bạn sẽ ấn vào đây, rồi các bạn sẽ ấn vào những cái năm mà các bạn muốn xin lại. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, ví dụ nhé, các bạn sẽ ấn vào, ví dụ lấy năm Lê Hoa 02 thì bạn click vào đây, rồi các bạn sẽ ấn vào cái số tư cơ dê này. Rồi thì nhưng mà hôm nay mình sẽ không làm cái này, mình sẽ xin của năm Lê Hoa 03 thì các bạn sẽ ấn vào đây này. Rồi nó cũng hiện ra giống như cái nãy thôi, các bạn sẽ ấn vào cái ô này. Rồi tại đây thì các bạn sẽ ấn vào cái chữ gì để xin mượn cho mình. Rồi ở đây thì các bạn sẽ nhập cái ngày tháng năm sinh của cái người đi xin của bạn nhé. Rồi tiếp theo ở tại đây thì các bạn sẽ cái niên lên này, thì các bạn sẽ khó tìm á, nhiều khi bạn không biết á, thì các bạn sẽ chọn luôn cái ô cuối cùng này, các bạn sẽ chọn các bạn điền bằng cái thông tin bằng lịch dương ấy, rồi các bạn sẽ click vào đây thì nó sẽ hiện ra cái ngày tháng năm sinh giống như ở Việt Nam. Ví dụ bạn này, trường hợp của bạn này 1990 thì mình sẽ tìm tới 1990 này, 89 này, 19 này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống, người ta hỏi là ngoài lương bạn, ngoài cái thu nhập mà bạn ngoài lương ra thì bạn có cái thu nhập nào khác hay không, thì bạn ấn là dễ là không, ta chỉ đi làm, nghĩ là bạn đi làm một công ty thôi. Tiếp theo ở bạn, người ta hỏi là cái tờ phiếu viên sen này bạn đang cầm chỉ có một tờ đúng không, thì bạn ấn vào đây. Trường hợp đúng là bạn đi làm một công ty thì bạn chỉ có một tờ viên sen thôi. Đó, ấn vào đây. Tiếp theo là các bạn ở cái công ty hiện đang đi làm, người ta đã làm trong cái thủ tục niêm yết chữ C cho bạn rồi đúng không, rồi bạn ấn vào đây. Tiếp theo ở các bạn đang muốn cũng chữ muốn thêm những một số cái mục ở dưới này đúng không, bạn nhìn xem có mục nào không. Bạn đi ok không có gì cả. Tại đây thì các bạn có, người ta hỏi là bạn có nhận được cái thông báo nộp mà đóng thuế theo cái kế hoạch dự định không, thì bạn ấn ý cho mình nha. Rồi sau rồi thì bạn sẽ ấn vào cái ô màu vàng này cho mình. Rồi thì tại đây thì các bạn sẽ nhìn kỹ cho mình nhé. Trên điện thoại thì giao diện nó sẽ nhỏ hơn một chút, để các bạn nhìn cho mình. Các bạn nhìn cho mình tới cái chỗ Kyujo Sotoku này. Rồi thì các bạn sẽ giống sang có chữ new đô cự sư lượng này, thì các bạn sẽ ấn đây để các bạn nhập cái thông tin từ cái tờ viên sen mà các bạn đang cầm trên tay. Rồi click vào đây cho mình. Rồi các bạn ở đây, đây thì người ta hỏi là nếu mà trường hợp mà lấy dữ liệu từ người khác hoặc cái này các bạn cứ để mặc định như này cho mình nhé. Rồi thì ở đây thì các bạn sẽ ấn vào cái ô màu xanh này cho mình để các bạn nhập cái thông tin vào đây. Rồi tại đây thì các bạn nhìn thấy không, có cái hình ảnh minh họa đây sẵn đây rồi, 1 2 3 4 5. Rồi thì các bạn sẽ nhập vào, thì tại ô số 1 này nó tương ứng là cái số bao nhiêu thì các bạn sẽ nhập vào. Ví dụ của trường hợp của bạn này là 3840 3840 760 760. Rồi
là cái thu nhập mà công ty đã chi trả cho bạn này trong vòng một năm vừa rồi. À, tiếp theo với tờ gain sale, ô số 2 này, chỗ này, này là cái số tiền mà người ta đã trung thu của bạn đó sẽ là 61400. Ok. Tiếp theo ở ô số 3 các bạn là tương ứng với ô số 3. Ô số 3 thường những bạn nào độc thân thì sẽ không có, những bạn nào đã lập gia đình rồi thì sẽ có, chỗ này sẽ điền vào 38 man, chỗ này có 38 man, có nghĩa là người ta sẽ khấu trừ cho vợ hoặc chồng ấy. Đó, bạn này có gia đình rồi thì bạn sẽ ghi là có, còn trường hợp bạn là độc thân thì bạn sẽ ấn vào bên này. Còn có gia đình rồi sẽ ấn vào có. Tiếp theo ô số 4 tương ứng chỗ này, những bạn nào mà nên biết chữ số xe, các bạn cuối năm các bạn không khai người phụ thuộc hoặc là quên chưa làm hay là chưa đáp chưa ấy thì chỗ này sẽ trắng trông mất trắng trơn cái mất. Rồi các bạn sẽ nhập vào đây có hay không. Trường hợp của bạn này là không có, không có khai người phụ thuộc nên là sẽ ấn là nasi. Tiếp theo là ô số 5 là cái bạn cái số người phụ thuộc mà dưới 16 tuổi ấy, các bạn này đã có lập gia đình và có một người con rồi thì bạn sẽ ấn vào có. Còn trường hợp độc thân thì các bạn sẽ mặc định ấn vào nasi cho mình. Tiếp theo là ô số 7 số 6. Số 6 thì các bạn sẽ kéo xuống đây tại cái ô cái khung người ta quanh quanh vuông này này. Đó, tại vị trí này là cái tiền bảo hiểm xã hội các bạn ấy. Các bạn nhìn ở trong cái tờ gain sale của bạn ấy, sẽ kai hô kèn như na độ nô kèn gạc kin gạc cửa. Các bạn sẽ nhập vào đi, mình sẽ nhập của bạn này là 567567 144144. Ok. Tiếp theo cái bài số 7 này là cái bảo hiểm sinh mạng. Thì các bạn mặc định là ấn nasi nhé, hầu như ít bạn là tham gia cái bảo hiểm này. Tiếp theo bảo hiểm động đất thì nasi. Rồi. Tiếp theo là cái bảo hiểm thuê khi mà nhà bảo hiểm về nhà thuê nhà ấy đó. Thì bạn sẽ ấn nasi cho mình. Đi vay để thuê nhà mua nhà ấy. Rồi tiếp theo ở phần cái số 17 này các bạn cũng ấn nasi cho mình nhé. Số 18, 19 này các bạn cũng ấn nasi cho mình. Tiếp theo là ô số 21 này. Thì chỗ này ở phía bên trên này các bạn sẽ nhập cái địa chỉ của công ty của bạn. Thì các bạn sẽ nhìn ở phần cuối cái tờ gain sale của bạn ấy. Đó thì sẽ có cái tên công ty của bạn đang làm việc và địa chỉ công ty các bạn đang làm việc thì bạn sẽ nhập vào thôi. Phía trên này sẽ là địa chỉ của công ty thì mình sẽ nhập vào cho bạn. Mình chuyển nó về tiếng Nhật nhé. Mình rất mong là cái clip này, này nó là tiếp cận được nhiều bạn thì nhiều bạn có thể tự làm được cái thủ tục này. Ok. Tiếp theo bên dưới này là cái tên công ty, thường là tên công ty là mình ví dụ cái này là Asia nhé, không muốn tên điền tên công ty của bạn này. Như vậy thôi, còn công ty của bạn cụ thể như nào các bạn sẽ nhập vào đây. Sau khi các bạn nhập xong địa chỉ và tên công ty rồi thì các bạn sẽ nhập vào cái, ấn vào cái ô màu vàng này cho mình nhé. Rồi thì ở đây các bạn sẽ xác nhận lại một lần nữa là cái tên, cái địa chỉ công ty này, tên công ty này, cái số tiền đã, số tiền này có đúng với trong giống như cái giờ viên sen của bạn đang cầm hay không, số tiền này có đúng hay không. Rồi ok rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái ô màu vàng này cho mình nhé. Rồi các bạn sẽ tắt này đi. Từ ở đây trường hợp bạn này đây là bạn sẽ trường hợp những bạn nào mà đã lập gia đình rồi á thì các bạn sẽ nhập là tên của vợ hoặc tên của chồng vào đây. Thì mình sẽ nhập tên của bạn này, vợ của bạn này. Rồi vợ sinh năm 9. Mình sẽ chọn là Lịch Dương này, sinh năm 1992 này. 92 này. Ngày 4 tháng 12 này. Rồi, tiếp theo vợ bạn này thì đang ở bên Nhật nên là những cái ô này mình giải thích một chút nhé. Nếu trong trường hợp mà các bạn vợ cái này, trường hợp mà các bạn vợ đang sinh sống ở Việt Nam á thì các bạn sẽ tích vào hai ô này. Đó, hoặc là ở cái ô giữa này thì các bạn sẽ ấn vào đây và hay
khi mà làm nên mà chưa chủ xe á, là công ty đã khai thông tin của bạn vợ bạn rồi, bạn rất là hay nhá. Còn trong trường hợp vợ bạn này ở đang ở bên Nhật thì các bạn không cần để tích vào cái hai ô này, nhưng mà vợ đang ở Việt Nam thì tích hai ô này và ấn vào kia. Tiếp theo ở bên dưới này là bạn sẽ nhập cái thu nhập của vợ. Vợ bạn này thu nhập là 15 man, 15 man, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Thu nhập năm là bạn là 15 man, vợ này bạn chỉ ở nhà đi làm ít thôi. Đó, bạn sẽ nhập số tiền vào đây. Bạn ở Việt Nam thì bạn cũng nhập nhập cái thu nhập vào đấy. Thu nhập của vợ bạn là bao nhiêu? Thì các bạn nhìn ở trong tờ Gensen đấy. Đó, khi mà các bạn làm nên mã chữ số C thì các bạn đã khai rồi thì các bạn sẽ khai vào trong đó một lần nữa thôi. Rồi tiếp theo xong rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái ô màu cam này cho mình, màu vàng này cho mình. Rồi, tiếp theo ở đây, khu vực này. Thì bạn sẽ ở đây các bạn sẽ ấn vào cái ô màu xanh này để trong trường hợp những bạn nào mà bây giờ bạn muốn thêm người phụ thuộc vào ấy, đó thì bạn sẽ nhập vào đây. Rồi. Tại đây các bạn muốn thêm bố hoặc thêm mẹ hay thêm bất kỳ ai thì các bạn sẽ nhập cái tên mà các bạn muốn gì cả. Bạn muốn thêm vào một cái lần khai này thì các bạn ví dụ bạn nhập tên của bố bạn này là Nguyễn. Chờ mình một chút nhé. Rồi, bạn nhập xong tên của bố rồi thì các bạn sẽ phía dưới này là cái mối quan hệ thì các bạn sẽ đây là bố thì các bạn sẽ nhập là bố. Tiếp theo cái ngày tháng năm sinh của bố thì các bạn chọn vào đây, chọn cái ô cuối cùng này để chọn là ngày tháng lịch dương, năm 1900 bao nhiêu đây. Tiếp theo bố bạn này thì vẫn đang ở Việt Nam đó, bạn chú ý nhé, trường hợp ở Việt Nam này bạn sẽ tích vào đây, tích vào đây đó, trường hợp bạn ý ấn với ý ấy là khi mà làm nên mấy chủ chủ xe thì công ty đã chưa nhập cái thông tin của bố hay là chưa khai bố là người phụ thuộc nên bạn ấn vào ý ấy cho mình. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ ấn vào cái ô màu cam này, màu vàng này, các bạn muốn đăng ký thêm một người nữa thì bạn sẽ ấn vào ô này. Chiriki Mo Hitori New Ryoku này, bạn sẽ ấn vào đây. Rồi các bạn ấn với tên mẹ vào đây. Rồi, tiếp theo là mối quan hệ. Mối quan hệ là mẹ thì các bạn sẽ tích vào mẹ ở đây. Tiếp theo ngày tháng năm sinh của mẹ. Các bạn cũng chọn là lịch chương, các bạn sẽ chọn mẹ năm 1980 mấy nhỉ? Mẹ 19 tháng 8 ngày 12. Tiếp theo, mẹ cũng ở Việt Nam cho nên là các bạn sẽ ấn vào nút ô này. Mẹ vẫn chưa được khai khi mà là công ty chưa khai cho mẹ nó chưa khai vào trong giấy tờ khi mà làm nên mã chữ CC, các bạn sẽ ấn vào ý ấy, công ty chưa làm cho mẹ tôi. Tiếp theo vào ô này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ ấn vào cái ô màu vàng nhất này. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn muốn đăng ký thêm một người nữa thì bạn ấn vào ô vàng màu vàng ở giữa này, ở giữa này. Còn trong trường hợp bạn thôi thì các bạn chỉ thêm hai người thôi thì các bạn sẽ ấn vào ô màu vàng này để kết thúc cái việc thêm vào. Rồi thì tại đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nhá, là các bạn sẽ nhận lại một lần nữa họ tên này,
họ tên này, mối quan hệ là bố này, ngày tháng năm sinh này, tuổi này. Đó, cái số tiền này sẽ được khấu trừ là 38 man một người. Đó, sau khi ok rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái màu ô màu vàng này cho mình. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống những cái ô này không cần phải làm gì nữa đâu. Rồi, các bạn sẽ kéo xuống, ấn vào ô màu xanh này. Tiếp theo uống xuống sướng, ấn vào cái nút đầu cử studio này. Các bạn đã nhập xong thông tin rồi. Đó, tiếp theo các bạn có nhìn thấy, có thể nhìn thấy ở đây nhá. Cái số tiền người ta đã hiện luôn, người ta tính toán cho các bạn luôn rồi. Cái số tiền các bạn sẽ nhận lại là 3 man 8 sen 734 yên. Đó, người ta sẽ chuyển khoản cho bạn, các bạn sẽ biết luôn là cái số tiền bạn sẽ nhận ở đây. Đó, bạn hiểu chưa? Ok, các bạn sẽ kéo xuống bên dưới này. Rồi các bạn ấn vào truy ghi trực tiếp cho mình. Rồi thì ở đây người ta số một số liên quan tới cái tiền Jiu Min Jie ở cái tiền của anh nhân. Trong trường hợp mà các bạn có những người, trường hợp bạn này có con dưới 16 tuổi thì các bạn sẽ ấn vào đây. Bạn này sẽ phải nhập tên của con đây. Con dưới 16 tuổi để còn người ta tính toán cái tiền thuế thị dân cho các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo là mối quan hệ, các bạn sẽ chọn ở đây là con. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cái lịch Tây. Tiếp theo là cái năm con bạn sinh năm bao nhiêu? Năm 2019. Tiếp theo tháng. Tháng mấy đây? Tháng 4 ngày mùng 8. Thì con bạn này thì bạn sẽ thích như vậy thôi. Ok. Những cái ô bên dưới này các bạn không cần phải quan tâm nhé, các bạn bỏ không đấy. Tiếp theo bạn kéo kịch kim xuống, bạn sẽ ấn vào cái ô màu này. Rồi, xong rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái ô màu xanh này tiếp cho mình. Rồi, số tiền liên quan tới cái số tiền 3 man 8 này thì các bạn sẽ nhập cái thông tin số thẻ ngân hàng để người ta chuyển khoản vào cho các bạn. Đó, thì các bạn mà ở đây các bạn có thể chọn là chuyển khoản cho ngoài ngân hàng ưu trò. Nếu bạn muốn chuyển vào thẻ ưu trò thì các bạn sẽ chọn ở đây. Còn nếu mà các bạn muốn chuyển vào cái thẻ ngân hàng trái ưu trò hay thẻ ngân hàng khác không phải là ưu trò thì các bạn sẽ ấn vào đây. Rồi tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ ấn tên cái ngân hàng. Ví dụ bạn ngân hàng gì đây? Ngân hàng Lisona đi. Thì cái bên này thì bạn sẽ chọn là Ginko hay là quỹ tín dụng hay gì đó thì mình sẽ chọn là Ginko bên này, Isona Ginko. Tiếp theo ở đây các bạn sẽ ấn vào chi nhánh thì các bạn bên này các bạn sẽ chọn là Hông Tèn hay là Si Tèn hay là Hông Sọ hay như thế nào đó thì các bạn thường là các bạn sẽ mở ở chi nhánh thì bạn sẽ chọn là Si Tèn. Cái này các bạn là Si Tèn ở đâu đây? Rồi. Tiếp theo ở đây các bạn sẽ lựa chọn cái loại lưu trữ, các bạn chọn là phát triển là cái loại thường luôn. Tiếp theo các bạn sẽ nhập cái mã số thẻ ngân hàng, cái mã số quốc gia ngân hàng của bạn để người ta chuyển tiền vào thì các bạn sẽ nhập là 89 số 5 này. Thiếu một số nữa. Mạch số đúng 2 4 6 4 đúng. Rồi sau khi các bạn nhập xong rồi thì các bạn sẽ kéo xuống. Tiếp theo các bạn ở đây các bạn sẽ nhập cái địa chỉ của các bạn, cái địa chỉ mà các bạn đang đây nô địa chỉ các bạn sẽ nhập đây thì bạn sẽ nhập cái địa chỉ của bạn vào đây. Rồi, các bạn sẽ ấn vào cái ô màu xanh này, người ta tìm kiếm địa chỉ nhà. Rồi, các bạn ấn vào đây. Rồi, đã hiện ra đây rồi. Thì ở đây thì các bạn sẽ nhập tốt nữa. Mất, mình nói líu rồi.
các bạn sẽ nhập nốt cái địa chỉ phía sau ở trong cái thẻ bảo hiểm, các bạn nhìn nhé. Ở đây người ta chỉ hiển thị đến đây thôi, ví dụ tên tòa nhà hay mã số phòng á, thì nó sẽ không hiện ra, thì cái nhiệm vụ của bạn sẽ nhập nốt vào đây. Rồi ở đây thì người ta hỏi này, người ta hỏi chỗ này này, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, thì cái địa chỉ của bạn giống như ở trên này chứ đó, thì các bạn ấn vào đây cho mình, và ví dụ bạn nào chuyển sau tháng 1 bạn chuyển nhà đi thì bạn sẽ ấn vào ý ấy, thì các bạn sẽ nhập vào cái địa chỉ mới về đây. Rồi nếu không thì giống nhau thì các bạn sẽ ấn vào đây cho mình. Ok, chi tiết như này mà các bạn không làm được nữa thì mình cũng chịu luôn. Tiếp theo, rồi bạn này ở sở thuế như này, ok. Thì khi mà các bạn đã nhập vào này thì tự nó sẽ mặc định nó sẽ hiện ra luôn cái địa chỉ của sở thuế này. Cái này không phải làm gì cả. Cái này, cái phần này thì các bạn sẽ năm nay các bạn sẽ chọn cái ngày của các bạn làm viết hồ sơ này. Ví dụ ngày hôm nay là ngày mình tháng 4, nó cứ mất qua 04 này, tháng 1 này, hôm nay là ngày 31, mình chia sẻ cho bạn thì hôm nay nghỉ Tết ở nhà không làm gì, mình chia sẻ cho bạn. Ok, tiếp theo ở bên dưới này các bạn sẽ nhập cái tên, họ tên của bạn vào đây. Con là anh ấy nhỉ? Comment các bạn nhé, từ Nguyễn Quang tên ở bên này nhé. Ok, Nguyễn Quang Phú thì bạn Nguyễn Quang, bên này là Phú. Rồi thì cái nhập lại một lần nữa tên giống như này thì mình bạn nhập lại nhé. Mình lười mình copy luôn. Rồi ok, bạn nhập ở bên trên bên dưới rồi ok, các bạn sẽ nhập số điện thoại, có được không có thì các bạn sẽ nhập vào đây. Không cần nữa. Không nhập, nếu bạn không có thì không sao, không cần phải nhập. Tiếp theo ở bên dưới này thì các bạn sẽ ấn vào cái ô màu xanh luôn, thì chủ thể thì các bạn sẽ ấn là bạn luôn, là home din đúng, các bạn ghi là home din vào đây. Nó đã mặc định như này luôn rồi, các bạn không cần phải gì nữa rồi, ở đây không cần phải làm gì nữa. Rồi các bạn sẽ ấn vào cái ô màu vàng này cho mình nhé, chữ ghi sẽ mở này. Rồi, tại đây cái bước này thì các bạn sẽ nhập cái mã số my number tên, họ tên của các bạn này, my number này. Rồi ở đây các bạn trong trường hợp mà bạn không có hay không nhớ, các bạn không cần nhập cũng được, cũng không có vấn đề gì cả nhé. Rồi tiếp theo các bạn ấn vào sư sư bự cho mình, các bạn sẽ ấn vào ý ấy cho mình. Rồi tại đây thì các bạn sẽ các bạn muốn in thì các bạn sẽ ấn in vào đây, để rồi thì các bạn sẽ ấn vào đây thì nó sẽ lưu vào máy tính của các bạn nhé. Rồi mình mở cái máy tính hiện trong thư mục các bạn xem này, xem nó ra desktop cho các bạn xem này. Rồi rồi sau khi mà các bạn lưu nó về rồi, các bạn ấn vào đây này, lưu hoặc là in này đó, thì các bạn sẽ ấn vào cái chữ ghi ô màu vàng này cho mình. Rồi các bạn kéo theo xuống. Rồi các bạn ấn vào cái ô này để hoàn thành cái việc này. Các bạn ấn vào đây cho mình. Vâng, như vậy là đã ok rồi. Rồi thì cái thành quả của bạn đây, các bạn sẽ tắt này đi. Rồi thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Vâng, đây chính là cái thành quả của bạn đây. Người ta đã hiển thị tất cả các thông tin này. Người ta tự tính toán cho các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Đó, đó, đó. Tất cả này, địa chỉ thông tin này. Rồi. Thì với nhiệm vụ của bạn là sẽ in cái tờ này ra, in cái này các bạn có thể in máy tính hoặc là các bạn có thể in ở ngoài cửa hàng 7-Eleven nhé. Còn cách in như thế nào thì có lẽ các bạn đã quá biết được rất nhiều rồi, mình đã chia sẻ rất nhiều cái cách để cần in thì mình chia sẻ luôn nữa, các bạn không biết. Rồi các bạn sẽ vào đây, các bạn nhìn nào, vào đây, lên thì mình sẽ đặt cái đường link của cái phần in này. Sẽ ấn vào đây cho mình.
Rồi các bạn sẽ ấn vào đây cho mình. Rồi các bạn sẽ ấn vào đây cho mình, ấn vào đây cho mình. Rồi các bạn sẽ ấn vào cái ô bên này để còn lấy tài liệu ra. Ở đây. Các bạn sẽ ra desktop mình. Các bạn nào chưa làm thì cũng chưa làm bao giờ thì cũng có vẻ là hơi 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 chuối. Rồi mình sẽ ấn vào đây chọn cái file này. Ấn open. Rồi các bạn sẽ chọn khổ giấy A4. Các bạn chọn Kara làm màu. Rồi các bạn sẽ ấn vào tô đốc cự. Không hiện lên. Ok. Rồi các bạn chờ một chút, nó đang xử lý. Người ta sau đó, sau khi xử lý xong, người ta sẽ cho các bạn một cái mã số. Rồi các bạn đi ra ngoài cửa hàng 7-Eleven. Rồi đây. Đây các bạn sẽ cầm cái mã này đi ra ngoài 7-Eleven để bạn in nhé. Còn bạn nào không biết in nữa thì thôi tí nữa thì mình sẽ cho cái phần in ngoài cửa có mini vào đó. Các bạn sẽ xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Rồi, các bạn đi ra ngoài 7-Eleven này nhá. Rồi, các bạn đi vào. Ở đây thì các bạn sẽ đi tìm tới cái máy in như này. Các bạn sẽ nhìn thấy chỗ Green Dot này. Đó là Green Dot này mình. Rồi các bạn sẽ ấn vào Net Green Dot này. Rồi, tiếp theo các bạn ấn vào các link này. Giờ các bạn sẽ ấn cái mã số mà người ta gửi cho bạn ạ. Rồi sau khi các bạn nhập xong cái mã số ấy rồi thì các bạn sẽ ấn vào các cân niên cho mình. Rồi à, nó sẽ hiện ra luôn cái bản mà cái giấy tờ mà các bạn mới in ấy. Đó thì mình đã cài đặt tất cả xong số đây rồi à, in in bản đen trắng này 20 yên trên một tuần. Các bạn sẽ ấn vào tiền tê này. Rồi tiếp theo các bạn đã hiện ra đây thì các bạn sẽ nhét tiền xu 20 yên vào. Rồi các bạn ấn vào print rồi. Các bạn chờ tầm vài giây nó sẽ in ra cho các bạn. Hiện như này. Rồi, đến đây là đã hiện này là ok rồi, thì các bạn sẽ ấn vào